Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Không phải tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay chức vị, mà chính là nghiệp lực, thứ duy nhất con người mang theo vào giấc ngủ. Đời người là đại mộng, mỗi giấc mơ là tiểu mộng. Thoáng đó ta đã lớn, ta đã già, dù muốn hay không thì thân này yếu dần. Những vị qua 40 tuổi, hãy kiểm tra lại mắt thử xem. Thử tìm xem một kính viễn hay là còn gọi là kính lão, tầm 1-2 độ, thật kỳ diệu, các vị sẽ thấy chữ thật rõ, chữ thật to, tự nhiên các vị hiểu rằng mình đã già. Thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết, việc gì ta dành tâm tư vào, khi việc không thành, việc không thuận ý, tâm thiếu định tĩnh, ta không còn là chính ta. Các vị thử nghiệm lại, vì sao mình lại thất vọng về người thân, thất vọng vào con cái? Có phải chăng vì đã đặt hết niềm tin vào họ, đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào đối phương? Vì vậy, không nên đặt chọn tình cảm của mình vào bất cứ việc gì, vào bất cứ ai cả. Nếu bạn không đủ định tĩnh, không đủ lòng từ, không đủ lòng cảm thông, để nhìn thấu chân tướng sự việc, các vị cần có những buổi thiền định. Trong lúc tĩnh tọa, tâm định tĩnh sẽ cảm nhận được những việc đã xảy ra. Vừa qua, một vị nữ gia chủ sinh năm 84 đến trò chuyện. Cô chia sẻ: trước đó gia đình em rơi vào cảnh kiện tụng trong suốt một thời gian dài. Tuy không trực tiếp đến em, nhưng em rất đau đầu. Vào tháng trước em đi phẫu thuật lại cái cằm, chọn một vị bác sĩ có danh tiếng tên là H. Sau khi phẫu thuật, chỗ cằm có phần biến dạng. Vì quá thất vọng nên quyết định kiện vị bác sĩ kia. Đến nay tiền mất tật lại mang, tốn thêm thời gian công sức kiện tụng, tức càng thêm tức, số em sao lận đận quá. Nếu là bạn, trong trường hợp này chắc chắn bạn sẽ vô cùng thất vọng. Liệu bạn có quyết định kiện tụng để đòi lại công bằng cho mình hay không? Có quyết định đòi lại như cô ấy đã làm hay không? Khải Toàn thông cảm với việc này và hồi đáp: mệnh của chị dễ có chướng ngại, đại vận lại không thuận, tiểu vận lại càng không đẹp. Gặp chuyện bất lợi là điều khó tránh, không gặp cảnh này cũng sẽ gặp cảnh khác. Tuy nhiên vẫn có thể giảm nghiệp bất thiện, giảm vận xui của mình bằng cách buông xả. Thay vì kiện tụng, đấu tranh đòi lại công bằng, hãy mở lòng thông cảm và cho qua sự việc trên. Hành động kiện tụng này là lấy đi chính thời gian quý giá của mình để tạo thêm nghiệp. Nếu có thắng, chỉ là hả cơn giận nhất thời. Khi kiện tụng thì phát sinh vô số chướng ngại. Khi có chướng ngại, có tức giận thì tâm ma dễ trỗi dậy, kéo theo bao lời nói hành động đầy sát khí. Người dùng trí, họ không dành thời gian quý giá của mình vào những việc có thể tổn hại đến chính bản thân. Kiện tụng, thị phi, chướng ngại cứ tiếp diễn, làm gì có tinh thần để làm ăn kiếm tiền. Cái gì gọi là số em lận đận là những hành động chị vô tình tạo ra trước kia. Chị buông xả nổi giận ấy, chị thông cảm cho việc phát sinh trở ngại ấy là cách tự giải thoát cho chính tâm mình được tự tại, là cơ hội cho tâm trí mình khoảng trống thanh tịnh để tu dưỡng, để làm ăn kiếm tiền. Chị thử nghĩ lại xem, đời này làm sao tránh được những chướng ngại? Mình sống để kiếm tiền hay để kiếm chuyện? Mệnh của chị có mầm chướng ngại, chị sống ở đâu, sống với ai cũng có nhiều chướng ngại, cũng có lời thị phi. Nếu chị thông cảm, buông xả, dần dần sẽ trả hết nghiệp cũ. Đó chính là cách chuyển hóa nghiệp dữ sang nghiệp lành. Nếu ngày ngày chị nghe pháp, hành thiền, ngày ngày tâm khởi ý thiện, đó chính là chiếc áo giáp nhiệm màu giúp tâm trí của chị được minh mẫn trước những nghịch cảnh. Chính xác hơn, đó là cách tiêu trừ tâm ma trong chính mình. Tất cả những việc mình làm là nghiệp. Mê lầm giận dữ thì tạo ra nghiệp dữ, tỉnh thức thì tạo ra nghiệp thiện. Sư ông Thích Nhất Hạnh có nói: đừng để là nạn nhân của sự giận dữ.
Làm được như vậy, chị phải có giáo pháp, phải tinh tấn mỗi ngày tu dưỡng tâm tấn. Nghe đến đây, cô gia chủ chậm rãi nói: em sẽ nghe theo, thôi kiện tụng để lo làm ăn kiếm tiền. Dạ chị làm được như vậy là sống để kiếm tiền. Kiếm tiền là niềm vui, tìm kiếm những niềm vui rồi tìm cơ hội giúp chúng sanh thay vì đi kiếm chuyện. Nghiệp lực chính là những sợi dây vô buộc chặt vào tâm trí, chính là những tập khí khó đoạn trừ. Người thì dễ sân hận, người thì ham mê hơi men, người thì luôn phiền não vì con cái hoặc người thân. Hôm trước trò chuyện với anh chủ hệ thống Barbershop Vũ Trí, anh chỉ được một người bạn dự đi tiệc sinh nhật ở một quán bar. Bản thân anh là người không bao giờ rượu bia, không quen đến những nơi náo nhiệt có hơi men. Vì anh không có tập khí này, đó chính là nghiệp lành. Tương tự như vậy, nếu bạn đoạn trừ được tâm sân hận, đoạn trừ được giận dữ của chính mình, khi ai đó gây chướng ngại, bạn sẽ không bộc phát sự giận dữ, tránh những điều hối tiếc. Bạn không điều phục được tâm sân si mạn nghi, vận khí sẽ suy, kéo theo là bao đau khổ phiền não. Ngày ngày hành thiền chính là tu tâm. Trong thời khắc hành thiền ấy, sẽ thấy rõ những lỗi lầm trong quá khứ, thấy rõ chân tướng sự việc. Chân tướng sự việc là gì? Là nghiệp chấp tướng, chấp vào những việc bạn không thể thay đổi mà muốn luôn thay đổi. Bạn than bạn khổ, người khác nói họ giàu. Bạn thử nghĩ lại, khi nằm xuống ngủ, chúng ta giàu hay nghèo đều chẳng có gì cả, chẳng thể mang theo được gì. Người ta khiêng bạn đi nơi khác, bạn cũng không hay biết. Lúc này bạn chẳng có gì ngoài nghiệp lực, là những việc tạo tác trước kia. Nhưng khi tỉnh dậy, thứ quan trọng nhất là gì? Có phải là tiền bạc? Có phải là danh văn lợi dưỡng? Có phải là người thân? Không, hoàn toàn chẳng có thứ gì quan trọng cả. Không có thứ gì quan trọng ngoài chính tâm trí của bạn. Chính tâm loạn tâm mê khiến bạn đau khổ. Nếu bạn than mình khổ, biết cái khổ từ đâu tới, nhưng chưa thể loại bỏ do tập khí còn quá nặng, bạn lại than rằng mình không có thời gian cho bản thân. Phải chăng bạn biết tâm mình loạn nhưng lại không chịu hành thiền, không tinh tấn tu dưỡng tâm tấn, chẳng khác nào bệnh mà không uống thuốc. Bạn lại than rằng mình không có thời gian lo cho gia đình, lo cho con cái. Thế bạn sống vì điều gì? Cái gì gọi là nghiệp lực? Khi ngủ thì mang theo nghiệp, khi tỉnh dậy thì chỉ có mỗi tâm trí là quan trọng nhất. Vì danh, vì lợi, mất luôn tâm trí chính là mất luôn chính mình mà bạn không hề hay biết. Cha mẹ bất hòa, bạn khổ tâm. Con cái không vâng lời, bạn khổ tâm. Thất bại trong tình cảm, thất bại trong công việc, thậm chí mất một món đồ quý, bạn dễ phiền não. Đó chính là lúc bạn bị mất trí. Tâm trí của bạn bị ma lực lôi kéo vào sự vật phiền não ấy, bạn không còn là chính mình. Phải chăng đời này gặp chướng ngại, sinh phiền não là do chính chúng ta tự ôm phiền não vào lòng? Gần đây, một vị nữ gia chủ ngoài 50 đến nhà trò chuyện. Cô bảo rằng đang rất đau khổ vì bị người chồng lừa dối. Dù cô đã 5 lần 7 lượt tha thứ cho anh ấy, cô không màng đến tài lộc vì cô là người khá giàu có. Nhưng hiện tại tiền không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, không thay đổi được lòng con người. Cô đã biết người chồng có tính lăng nhăng, nhưng cô đã kỳ vọng vào anh ta sẽ thay đổi. Cô đã dành hết tâm tư tình cảm của mình vào đối phương. Những việc trên cho thấy chính cô ta là người tự mang phiền não vào lòng mình, không ai có thể lấy chúng khỏi cô. Chính cô là người cố gắng thay đổi điều ngoài khả năng. Cô tha thứ vì tình cảm, không phải vì lòng từ của người buôn xã. Người mà mở lòng giúp đỡ, tha thứ cho người khác
xuất phát từ lòng từ sẽ không phải thất vọng, vì họ làm điều lành mà không mong cầu hồi đáp. Câu nói thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết, quả không sai. Khi bạn phiền não, khi bạn tức giận, tức bạn đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự việc ấy, bạn chấp vào kết quả ngược lại. Giả dụ bạn dành bao tâm tư tình cảm của mình vào những đứa trẻ của chính mình, hay đơn giản chỉ là chuyện học hành của chúng, thành tích học tập không như kỳ vọng, thế là bạn thất vọng với chúng. Nghiệp lực mỗi người khác nhau, phước phần cũng khác nhau. Con trẻ nếu học hành kém, dù bạn đã hết lòng thì nên hiểu đó là nghiệp của chúng. Người xưa hay nói có phước có phần, tức phước có từng phần, giỏi cái này sẽ dở cái khác. Chẳng may con của bạn dở toàn diện, bạn càng phải yêu thương chúng hơn, vì chính bản thân chúng là người trực tiếp lãnh nghiệp này. Vì thế khi định tĩnh, bạn mở lòng vẫn trợ duyên cho con cái, trợ duyên cho chúng sanh mà không đặt hết tâm tư của mình vào bất cứ việc nào cả. Rốt cuộc phiền não là chính chúng ta tự ôm vào, chấp vào được mất, chấp vào danh lợi. Những vị ngoài 50 vẫn còn gồng gánh về tiền bạc, dùng tâm thân của mình để gắng gượng, dành hết tâm trí danh lợi, dành hết tâm trí của mình vào tiền bạc là những người đau khổ. Người mà không có nổi phút giây yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình, người mà không dành cho tâm mình những phút giây an tịnh, chẳng khác nào ngược đãi với tâm thân, chẳng khác nào là kẻ nô lệ tiền bạc cho con cháu. Đã bao vị giàu có cầu thị phong thủy với Khải Toàn, mong mỏi cho công danh tốt hơn và tốt hơn nữa, nhưng đa phần Khải Toàn không đủ năng lực trợ duyên, vì chính những vị ấy chưa thể buông xả sự chấp ngã. Buông cái gì, xả cái chi? Buông cái tâm vọng niệm, xả cái danh lợi. Các vị chỉ cần buông xả ý niệm tôi rất bận, thành ý niệm tôi tự tại, ngày ngày ngồi xuống tĩnh tọa, chí tâm sám hối, đoạn trừ phiền não, tu dưỡng tâm tánh là một cuộc thi kéo co rất nhiều tập. Bạn thắng thì nghiệp hết thì phước sẽ đến. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.